Xin chào tất cả quý vị, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về thông tin kỹ thuật và cách sử dụng hiệu quả sản phẩm Anvin 5SC của công ty Syngenta nhé. Với cái sản phẩm Anvin 5SC của Syngenta hiện nay thì nó có một cái diện mạo mới, và với cái diện mạo mới này nó như thế nào chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ biết về cái hoạt chất của sản phẩm Anvin 5SC, đó là hexaconazole 50g trên 1 lít. Chất phụ da và dung môi thì nó chứa 990g trên 1 lít. Về cái quy cách chai thì đối với chai Anvin 5SC nó có 3 dạng chai, đó là chai 100ml, chai 250ml và chai 1 lít. Bên cạnh đó nó có dạng gói 20ml. Và đây là cái thuốc trừ bệnh của Syngenta do công ty VFC độc quyền phân phối tại Việt Nam. Và với cái màu xanh trên cái cây trồng là luôn là một cái điều mà nhà nông quan tâm, và đặc biệt là đối với Anvin luôn mang lại cái màu xanh cho bà con. Như vậy thì chúng ta xem Anvin nó có cái gì mới nhé. Hiện nay đối với lại Anvin nó đang xuất hiện một cái diện mạo mới trên thị trường từ tháng 9 năm 2021. Đó là cái thân chai, nó có thân chai màu trắng và cái logo Syngenta vẫn in nổi trên thân chai và trên nắp chai. Bên cạnh đó thì nó có một cái nữa là công nghệ nhận dạng hàng chính hiệu của Syngenta bằng cái công nghệ tia UV tích hợp. Tức là khi chúng ta cầm cái chai Anvin như thế này, mình đưa cái nhãn chai ra ngoài nắng trong vòng khoảng từ 3 đến 5 giây, thì các cái logo Syngenta và Anvin 5SC nó sẽ hiện xéo như thế này, bằng những cái đường xéo đồng song song như thế này. Trên cái nhãn chai hiện lên rất là rõ. Khi chúng ta để vào trong mát khoảng 5-10 phút thì những cái logo này nó sẽ ẩn trở lại. Và nếu như chúng ta tiếp tục đưa ra nắng thì tiếp tục nó hiện lên. Với cái điều này thì nó giúp cho chúng ta rất là tiện lợi khi nhận dạng hàng chính hiệu. Khi đi ra ngoài đồng ruộng chúng ta định phun thuốc thì mình chỉ cần cầm chai thuốc lên để mình đọc, mình xem thì ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thì những cái logo này nó sẽ hiện rõ lên để chúng ta nhận diện hàng chính hiệu. Và đối với cái công dụng của cái Anvin thì nó được những cái công dụng gì mà để cho bà con chúng ta tin tưởng nó là một cái sản phẩm đem lại màu xanh cho cây trồng. Thứ nhất, đó là nó phòng và trừ cũng như là tiêu diệt các cái nấm bệnh. Nó tác động nội hấp, di chuyển nhanh trong mô cây và hiệu lực trừ bệnh kéo dài từ 7 tới 14 ngày. Phổ rộng, trừ nhiều loại nấm bệnh gây hại cho nhiều loại cây trồng. Đối với những loại cây trồng này, cái liều lượng sử dụng như thế nào chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo trên từng loại cây trồng một. Giữ cho bộ lá xanh tươi và nó dưỡng cây và hỗ trợ quang hợp của cái cây, nên là nông sản chúng ta bóng sáng hơn, hạt nó chắc hơn và nhìn thấy mẫu mã nó đẹp thì chúng ta bán được cái giá nó tốt hơn. Đặc biệt là nó trừ bệnh cho nhiều loại cây trồng. Đối với bệnh ngũ cốc, trên cây ngũ cốc thì nó trừ được cho nhóm lúa là có khô vằn, lem lép hạt và dưỡng cây xanh lá, hạt sáng chắc. Đối với lại bắp hay là ngô đó thì nó trừ được cái bệnh khô vằn, đốm vằn. Và đối với đậu phộng lạc thì nó trừ được bệnh đốm lá. Bên cạnh đó thì trên cây bắp cải nó còn trừ cái bệnh thối rễ. Cây ăn quả như cây nhãn, cây xoài thì trừ bệnh phấn trắng. Cây cảnh như hoa hồng, vân vân thì nó trừ phấn trắng, gỉ sắt và đốm đen. Cà phê thì nó trừ cái bệnh gỉ sắt và nấm hồng. Với mỗi một loại cây trồng thì nó có cái cách sử dụng khác nhau. Thì ở đây chúng ta nhìn trên cây lúa. Đối với cây lúa thì nó đặc trị đốm vằn và lem lép hạt. Thì cái sản phẩm Anvin này hiện nay bà con mình từ những năm 90 là coi như là nó trị được cái bệnh ung thư là bệnh đốm vằn đó bà con. Thì hiện nay đối với lại nhà nông thì họ xem cái sản phẩm Anvin như một cái loại thuốc dưỡng chứ không phải là cái loại thuốc trừ bệnh. Và theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì chúng ta phun khi bệnh chớm xuất hiện, khoảng 40 ngày sau xạ, và cái cử phun sau đó là nó còn ở giai đoạn làm đồng và trước và sau trổ. Thì phun cái liều lượng chúng ta sử dụng lưu ý là 1 lít trên 1 hecta, 1 lít trên 1 hecta, và cái thời gian phun tức là giai đoạn đốm vằn và lem lép hạt chúng ta có thể phòng trừ ngay giai đoạn làm đồng, giai đoạn trước trổ và sau trổ để hiệu quả nó kéo dài. Đặc biệt là đối với những nhà nông mà làm ruộng lâu năm thì họ có một cái kinh nghiệm sử dụng cái Anvin như một thuốc dưỡng, đó là ngay giai đoạn cong trái me tiến hành phun Anvin với cái liều cao hơn một chút thì nó sẽ giúp cho những cái hạt gạo trong cải no, mẩy và vàng sáng cũng như là nó đầy đặn và cân được nặng ký hơn. Và bên cạnh đó thì đối với cây cà phê, cái Anvin nó trừ được cái bệnh rỉ sắt và cái bệnh nấm hồng với liều lượng sử dụng là 1 đến 2 lít trên 1 hecta và chúng ta phun khi thấy bệnh chớm xuất hiện. Đối với cây đậu phộng thì nó trừ được cái bệnh đốm lá rỉ sắt, và đối với lại cây bắp thì trừ bệnh đốm vằn với cái liều lượng cũng là 1 lít trên 1 hecta. Trên cây cảnh như cây hoa hồng và một số cây trồng khác như cây mai vàng vân vân thì nó trừ được phấn trắng, gỉ sắt, đốm đen và kể cả nấm hồng. Nên là khi chúng ta phun lên trên cây thì chúng ta lưu ý cái liều là
0.3 đến 0.5 lít trên một hecta. Và trên cây ăn trái như cây nhãn với cây xoài thì cái bệnh phấn trắng cũng rất là nhiều và nhà vườn cũng rất là thích sử dụng cái Anvin để giúp cho cái bông nó khỏe, nó xanh sáng và nó trừ cái bệnh phấn trắng. Nên là đối với cây nhãn, cây xoài cũng sử dụng rất là nhiều với cái liều là 0.5 đến 1 lít trên 1 hecta. Đối với cây bắp cải thì nó trừ được cái bệnh thối rễ, lở cổ rễ, chúng ta cũng có thể là phun hoặc là pha nước tưới. Và chú ý, chúng ta phải phun thuốc ngay khi thấy dịch bệnh chớm xuất hiện. Trường hợp bệnh nặng thì có thể phun lại lần 2 sau lần 1 từ 7 tới 14 ngày, có thể pha trộn với các loại thuốc nông dược khác bình thường. Đó là một số cái lưu ý của sản phẩm Anvin. Bên cạnh đó thì chúng ta cần lưu ý thời gian cách ly của sản phẩm Anvin là 14 ngày trước khi thu hoạch. Đó là một số cái thông tin chúng tôi chia sẻ về cái sản phẩm Anvin và hiện nay cái diện mạo mới của sản phẩm Anvin. Trên một số cái hình ảnh thì chúng ta thấy là có cái hình của người nông dân trong trái tim, tức là trong triệu trái tim người nông dân luôn biết đến sản phẩm Anvin và hàng năm thì nó có đâu đó khoảng 2 triệu hecta cây trồng được bảo vệ bởi cái sản phẩm Anvin này. Đó là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Hãy bấm đăng ký và chia sẻ để tiếp tục theo dõi những thông tin mới nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.